Từ California, chúng tôi xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đặc biệt trong tuần này. Và một trong những người khách của chúng tôi, đó là một trong những người hiện nay đang cư trú tại quận hạt của chúng ta tại Orange County. Kính thưa quý vị, đó là cô Yên Phạm. Xin gửi lời chào đến cô cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, yeah, em xin chào nhà báo Đoàn Trọng và chào quý khán giả và cộng đồng ở Orange County. Hôm nay thì chúng tôi đề cập đến một trong những sự kiện mà một trong những người khán giả của chương trình chúng tôi gọi điện thoại cho chúng tôi và cho chúng tôi biết họ cần bày tỏ về một vài vấn đề đó là vấn đề xét nghiệm trẻ em ở trong quận Cam của chúng ta. Thế chị Yên Phạm vì sao mà chị lại gọi điện thoại cho chúng tôi để đến với cái chương trình ngày hôm nay chị Yên Phạm? À dạ, à, em uh, gọi đến đài là cũng là một cái uh lời giống như là mình kêu 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 cứu cộng đồng đó. Tôi làm gì mà kêu cứu chị? tôi à, làm gì Dạ, mà tại vì làm em em có hai cô con gái mà wow. em bị một một người nhắn tin hăm dọa rồi bôi nhọ bôi xấu vu khống làm cho con em nó tinh thần của con em nó có có wow. vấn đề. Dạ. Wow. Cho nên hôm nay em muốn là lên tiếng để nhờ cộng đồng. Wow. Dạ. Thế thì bắt đầu sự kiện như thế nào mà khi chị nói rằng hai đứa con của chị là bị sách nhiều Chị có thể cho chúng tôi biết rằng con của chị bao nhiêu tuổi hiện nay đi học lớp mấy rồi? Dạ, yeah, à, em có hai cháu gái, một cháu là 14 tuổi và một cháu là 6 tuổi. Thì cách đây khoảng năm 2019, à, tháng khoảng tháng 10 năm 2019 thì à, em có. À, quen biết một 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 người một người ở bên Houston. Việc trước tiên chị có chấp thuận cho đài chúng tôi chiếu cái chương trình này lên với tất yeah. cả những lời trình bày của chị với của con chị và chị hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả yeah, những vâng. lời nói của chị không? Dạ vâng em đồng ý. Dạ, đây là em muốn nói lên tiếng nói để để còn những trẻ em sau này nữa. Yeah. Yeah. Dạ thế thì trong trường hợp nào chị quen với một người mà chị gọi người đó là cái người đã xét nhiều con chị và làm cho con chị có thể nói có những cái điều không được bình thường như tất cả những người học sinh khác thì người đó là ở đâu làm cái gì ờ, em em muốn nói một cái người này thì là người này là đã từng được à, em giúp đỡ ừ. và sau khi em không giúp đỡ nữa thì à, anh ta coi như là à, vu khống rồi mạ lị rồi nhiều rất là nhiều người và sau đó là đặc biệt là đến hai đứa con gái của em khi nói đến một người giúp đỡ chị thế thì người đó là người mỹ người mỹ hay là người gốc African American hay là một người mỹ gốc Việt của chúng ta hay là một người mỹ gốc dạ mỹ. một người mỹ gốc Việt người... là em là người giúp cho cái người đó yeah. chứ không phải người đó giúp cho em chị có tiện nói tên người đó ra không Dạ yeah, có em 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 sẽ nói là anh anh đó tên là Nguyễn Thái Học wow. à là hiện tại bây giờ anh hiện, ta sinh sống ở đâu Hiện tại là anh ta đang ở một cái thành phố uh, Spring uh. Uh, Houston Texas Ok thôi chắc tên yeah. đó là được rồi. Vâng kính thưa quý vị chỉ cho phép tôi hơi đi xa một chút xíu tại vì tôi đã có nhiều lần phỏng vấn và có nhiều người quen biết cộng đồng của chúng ta biết có phải là ông Nguyễn Thái Học một người mà trong quá khứ ông đã từng ra ứng cử thị trưởng của thành phố Hồ Chí Minh dạ đúng rồi và dạ, từ à. cái nghị viện với lại thị trưởng và à. và cái chức gì đó thì em 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 mới biết anh 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 đó là do anh giới thiệu Ồ. dạ à, kính thưa quý vị ông Nguyễn Thái Học là một trong những người mỹ gốc Việt của chúng ta À, ông đã từng là một trong những người gắn liền với sinh hoạt chính trị ở đây khi ông ta ra trên cử chức vụ thị trưởng của thành phố Houston và ông cũng là một trong những người đã đưa ra những cái đề nghị để làm sao back up hậu thuẫn ông cho tất cả những cái thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa tại thượng viện để có thể bổ nhiệm ông vào chức vụ đại sứ của hoa kỳ tại cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam đó là những điều tôi biết được ông nguyễn thái học và một lần nữa tôi nhắc lại chị tất cả những sự kiện mà chị nói ra hôm nay là chị hoàn toàn chịu trách nhiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm chị, dạ. rồi đó ok thì, thì bây giờ trở lại sự kiện chị quen biết ông Nguyễn Thái Học là như thế nào à, em quen uh, Nguyễn Thái Học qua một uh, một cái uh, cuộc gọi phone của anh ta qua Đấy. một cái người và tìm tới em Đấy. thì uh, sau chị đó cho phép tôi hỏi thế dạ. tại chị về tôi phải muốn cho khán thính giả chúng tôi cho rõ chút xíu dạ. thế tại sao một người không quen biết gì lại có số điện thoại của chị để gọi? Dạ thì em cũng không biết làm sao mà anh ta biết cái số điện thoại của okay. của của em. OK. Dạ. Đó. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng là chị với bằng lòng đưa cái số điện thoại cho ông đó dạ, gọi. Đúng. Chị. Dạ đúng. Dạ. OK. Quay dạ. chị tiếp. À thì uh, qua những cái um, anh ta giới thiệu về uh, về về anh ta, yeah. thì anh ta có nói là anh ta là sắp sửa là tân là, là giữ cái chức vụ là tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và anh ta như cần à, tôi giúp đỡ về những cái lá phiếu gì đó, yeah. Yeah. thì nói chung là cũng do cái niềm tin là nghĩ là cộng đồng và anh ta lại giúp được cho Việt Nam. thật sự là em là người Việt Nam và từng làm ăn ở Việt Nam và gốc Việt Nam cho nên là em em cái niềm tin đó nó tạo uh, tạo cho em bằng bằng cái cái tình cảm và cái lời nói của anh ta rất là ngọt ngào, đại khái là như như vậy rất là ngọt ngào. À. Thì sau khi mà đã giúp cho anh ta và phát hiện anh ta có những cái nó không có sự thật, nó không có đúng và sau đó là anh ta áp lực em bằng cách là anh ta lấy những cái thông tin rồi những cái người quen biết với em và những người mà làm ăn rồi anh ta gửi những cái cái vu không cái mà anh ta viết một cái bài rất là 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 đại khái là rất là ghê gớm về 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 em. Thôi bây giờ à. chị cho phép chúng tôi không đề cập đến cái vấn đề gọi là liên hệ dạ, vâng. giữa hai dạ, người vâng. chị với ông Nguyễn Thái Học. Dạ. Chúng tôi chỉ muốn biết rằng chị xác nhận ông Nguyễn Thái Học là một người khởi đầu có những cái liên hệ với chị dạ. và cái hậu quả đi đến là vấn đề làm cho những con chị khó chịu dạ, Qua vâng. những cái vấn đề mà ông trao đổi với con gái của chị Điều dạ. đó có đúng không? Dạ đúng. À, thế thì uh, trong thời gian chị quen biết với ông Nguyễn Thái Học nên nó kéo dài lâu không? Và hơn 3 tháng đến 4 tháng Vậy cỡ đó. Dạ. Thế có khi nào chỉ có cơ hội gặp mặt đối diện face by face với ông người ta không? À dạ có. có. Có một một dịp là, là anh ta qua bên đây Cảm thì anh ta có mời hai vợ chồng em đi tham dự một cái cuộc thi uh, hoa hậu. À. Thì hai vợ chồng em có lên trên trên uh, trên cái chỗ mà nơi mà ảnh mời. Yeah. Thì một lần đó. Yeah. Thì sau đó đó thì uh, anh ta có gặp uh, một cái chuyến mà uh, đi qua bên bên đây và anh ta xin tá túc ở trong nhà của em dạ oh, wow. yeah. để mà cái gì đó họp báo uh thư kiện gì tỷ phú gì đó đại khái là là em như vậy là chị quen đúng một người mà rất là nhiều người muốn biết đến đó là ông Nguyễn Thái Học yeah. một người có một cái buổi họp báo tại tờ Việt Báo yeah. và đã có thể nói ông đưa ra những cái lời chỉ trích và có thể đưa đến một vụ kiện với ông tỷ phú Hoàng yeah. Kiều yeah. à Đúng rồi. Thế thì bây giờ trở lại một trong những vấn đề mà thế thì cái quen biết của chị với anh Nguyễn Thái Học ở trong những cái phạm trù như thế nào buôn bán làm ăn với nhau trao đổi quan điểm thương mại à, qua quan điểm về cái đời sống xã hội có qua lại với tiền bạc không? À, cái thứ nhất là em chỉ quen biết anh qua một cái là anh nói là anh là tên đại sứ yeah. và là cựu thị trưởng thành phố Houston mm. và anh có gửi cho em những cái bằng cấp bằng cái photo tờ photo bằng cái, gửi qua bằng cái phone điện thoại yeah. à, thì cái cái đó đó là nó nó cũng đủ đã tạo cho cái niềm tin là anh cần vay một số tiền mm. là vay cái số tiền là khoảng mà ba mươi đô mm. thì à, em có đồng ý và em có gửi gửi tiền cho anh bằng một cái tấm đầu tiên là một cái tấm check là 25 mươi năm wow nhưng anh anh có cái lý do gì đó là cái chết đó là không không có gửi đi tới cái ngân khố gì đó được thì đại khái là nghe anh nói thôi chứ cũng không không có biết cảm ơn chị bây giờ rất tiếc là chúng tôi cần phải chạy một vài phút quảng cáo quý vị cùng trở lại với chúng tôi trong chốc lát Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay và đặc biệt chúng tôi đề cập đến một vài vấn đề liên quan trong đời sống cộng đồng người Việt của chúng ta. Và hy vọng qua ông kính truyền hôm nay quý vị có thể nhận định được những cái điều gì để chúng ta tránh mắc phải trong tương lai. Thế thưa chị nói là chị gửi cái check qua cho ông Nguyễn Thái Học với một cái số tiền là 25.000 đô la cuối check của nhà băng Bank American. Thế ông có kết được cái check đó không? à không có không có khác là không có được, dạ vâng không có Vì cast sao rồi. ông nói cho thế nào mà ông cash được? À, ông nói là ông phải cần tiền tìm... tại vì cái thời gian trễ rồi, ông phải cần cầm cái tiền mặt đó, ông bay qua Washington DC để mà nộp thẳng vào cái ngân khố. Ừ. Mà chỗ mà ông được Thế thì chị làm gì với cái check đó? Em gọi anh đó là bây giờ anh xé uh, cái check đó hoặc là voi hoặc là gửi gửi ngược lại cho em. Yeah. Thì uh, rồi em sẽ gửi tiền mặt theo như cái uh, anh chỉ dẫn cho em là đi ra okay. Nhưng mà chị chỉ có đến nhà băng để chị cancel cái check đó không? Có, em có gọi cho 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 nhà băng để cancel uh, stop cái check uh, uh, stop payment, payment kia, yeah. thế, đó. thế thì chị có tiếp tục gửi tiền cho ông Nguyễn Thái Học theo cái lời yêu cầu của ông hay không? Dạ có. Có, chị yeah. gửi là bao nhiêu tiền? Em gửi nhiều lần, thì khi em ra em chuyển tiền thì người ta không cho em chuyển quá 3 ngàn một lần yeah. ở Gua mạc, tại vì cái đó là một cái dịch vụ ngoài giờ của yeah. của chợ Gua mạc. Yeah. Thế thì tổng cộng lại chị nhớ là bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần chị gửi và chị gửi bao nhiêu tiền cho ông Nguyễn Thái Học? Em gửi tờ, cho cho ảnh là hai lần ở ngoài Gua mạc và một lần đó là khi em ra qua mạc thì bị giống như là là khó đó họ đòi xô xô này kia thì em mới gọi cho ông xã của em em nói là anh chuyển tiền cho cho anh học bằng cái cái tài khoản mà cái thao của anh 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 gửi cho em đó thì thì gửi đi thì trong cái thời gian gửi đó thì em có phát hiện ra nó nhiều cái nó nó hơi nó hơi có cái gì đó nó nó không có nó không có thật là cũng qua một số tìm hiểu riêng Dạ yeah. Thế thì chị có thể nhớ lại là tổng cộng cái số tiền mặt mà chị gửi cho Nguyễn Thái Học là bao nhiêu không? Em gửi cho anh đó, tiền mặt là khoảng uh, trên dưới 6 ngàn Trên dưới 6 ngàn Dạ yeah. yeah. Thế chị gửi ý. không vậy thôi hay là chị có cái giấy tờ để nếu mà ai hỏi chị, chị có gửi cho đó? Dạ có, có, có giấy tờ đó không? Dạ, dạ chị có receipt gửi à. tiền, chuyển tiền ừ. Nhưng dạ. mà bây giờ chị còn giữ cái receipt đó không? Dạ còn Chị vẫn còn như thường Dạ vâng, ha? em còn đấy vâng cảm ơn chị, thôi. thôi vậy thôi dạ. được rồi, là cảm ơn chị được rồi Thế bây giờ tôi hỏi chị rằng là ai là người đi gửi số tiền đó? Em cái tên trong receipt đó là người nào? Tên, tên trong receipt là em em, rồi. em gửi cho anh rồi. thì anh uh, thì xin lỗi nhận. chị chị nói tên anh là ai chứ à, anh anh Nguyễn Thái Học rồi. em gửi cho anh Nguyễn Thái Học một rồi. lần rồi sau đó em gửi một lần nữa thì ở bên cái uh, cái đầu mà 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 phát tiền ở bên cái đầu ở bên Houston đó yeah. họ mới gọi cho cho cái đầu bên đây họ nói là uh, một ngày cái người này không thể nhận thêm một lần nữa yeah. thì anh ta mới nói là uh, bây giờ gửi cho em của anh là tên là Nguyễn Nhị Tùng đó, anh Tùng có gửi cái travel license của cái anh Tùng chụp qua cho em và gửi cho con gái của anh là à. tên là là Mai à, là gửi là là gửi qua cho anh bảo em á là gửi cho anh Đấy. không được nữa thì gửi cho em ảnh và gửi cho con gái của anh à. thì khi em gửi cho con gái của anh á thì được nhưng mà khi em gửi cho em lại tiếp tục em gửi cho anh Tùng đó đó thì ở ở ở chỗ đó họ không cho em gửi tiền nữa. Họ nói trong ngày ấy, chỉ có được từng Để đó tiền ra. thôi. À, dạ. OK cảm ơn chị. Thế thì bây giờ xong mà chị, trời ơi, nếu vậy thì chắc lại mai mốt rất nhiều người ứng cử sẽ ứng cử viên sẽ đến gặp chị, nhiều người được cử làm đại sứ gặp chị vì chị có cái lòng quá tốt. Chị một người ra đề nghị đi làm đại sứ là chị gửi cho mượn tiền mai mốt tôi có ứng cử đâu tôi gì nhờ giúp tôi với nha. Yeah. À. Nếu mà cái đó lý do chính đáng, yeah, lý do chính đáng thì vẫn vẫn có giúp mà mình mình làm được cái gì cho cộng đồng. Mình chia ừ. sẻ được cái gì thì thì em sẵn sàng thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, đến bây giờ thì quý vị sống ở trên cái xứ Hoa Kỳ này lâu quý vị thấy có nhiều cái hình ảnh oai âm phải không chị? Kính thưa quý vị, thì thấy quý vị thấy rằng một người có thể nói rằng là tôi không đề cập đến cái sự hiểu biết của mỗi cá nhân nào, nhưng mà có cái vấn đề phải đi lobby bằng tiền lên đến trên thượng viện để được đi làm cái chức đại sứ thì quý vị nghĩ rằng những cái sự kiện đó nó có xảy ra ở nước Mỹ được không? vậy thế chúng ta cần quan tâm đến những cái vấn đề chính trị ở đây chúng ta đừng có để cho những người nào đó có ý lợi dụng quý vị hoặc quý vị có làm cho cái lợi dụng cái lòng tốt hoặc là cái gọi là cái đóng góp của quý vị để vào vào những cái chuyện mà nó chẳng đâu vào đâu thật sự quý vị cũng biết chức vụ đại sứ thì phải tổng thống bổ nhiệm và được thường viện chấp thuận thì không có cái lý do gì để cho một người nào đó bỏ tiền lên để lobby đi lui đi tới để mà được cái chức đại sứ. Mà kính thưa quý vị, chắc là quý vị cũng biết làm sao có một người Việt Nam chúng ta ở đây như ông Nguyễn Thái Học mà lại đi làm đại sứ được. Nếu mà thật tình ông đại sứ Nguyễn Thái Học mà ông Nguyễn Thái Học mà đi làm đại sứ Việt Nam ở tại Mỹ thì thì chắc có lẽ quý vị cũng biết chúng ta cái có cả trăm đại sứ người Việt ở khắp nơi trên thế giới vì rất nhiều người Việt rất là giỏi, rất là thông thái, có thể nói rất là có tấm lòng cộng đồng cũng như hay gọi là đóng góp của ông Nguyễn Thái Học. Nhân cơ hội hôm nay chúng tôi hy vọng rằng quý vị xem cái chương trình này để quý vị đánh giá mai mốt tất cả những người nào ứng cử ứng cử quý vị giúp đỡ là cái điều tốt nhưng quý vị cũng đừng nên mà có thể nói đi đến một cái vấn đề làm cho người ta cười mình về vấn đề những cái gọi là bị những kẻ khác lợi dụng một cách gọi là vô thưởng vô phạt. Tôi xin lỗi chị tôi không không nói gì về vấn đề của chị nhưng tôi chỉ nói với khán thính giả chúng tôi và dạ vâng, dạ, chị uh, dạ. chị uyên phạm. Sau khi đó rồi thì bây giờ chúng tôi muốn hỏi chị rằng là, là thế một thời gian dài cái số tiền đó thì chắc là ông muốn để ông trả lại chị chưa? cái đó là private của chị nha. Chị dạ. Muốn nói, chị nói đến chị giờ không? này chưa trả là một xu nào hết à. mà nó lại càng càng có những cái mà nó nó còn thêm lên hơn nữa và đến giờ này á anh ta không trả. Anh Nguyễn Thanh Học không trả lại cho em mà còn làm khó em và đệ là làm khó đến, đặc biệt làm khó đến con hai đứa con gái con gái của em nữa, thật là đau lòng rất rất là đau lòng cái chuyện đó. Thế cái chuyện mà hôm nay thì chúng tôi sẽ đặt vấn đề quan tâm đến vấn đề làm khó làm hạ là gọi là abuse đứa con gái của chị à. theo lời chị nói phải không? Dạ. Yeah. À. Thế thì bây giờ chúng tôi chỉ phép cho phép chúng tôi hỏi chị một cái câu ngắn trước khi chúng tôi đi vào một cái vấn đề khác thế từ đó đến bây giờ chỉ có cho ai biết những cái chuyện này xảy ra tất cả những người thân của chị những người gọi là giới hữu trách chính quyền ở đây khi mà chị gặp phải những cái sự... chị có chia sẻ với ai không? À, dạ có em có lên làm report với cảnh sát. Chị có report dạ. với cảnh sát à? Chị report với cảnh sát với cái lý do gì? Lý do là con em bị người này ăn nguyễn thái học ừ. cuối ngày gửi những cái message làm ảnh hưởng đến tâm lý của con em. À, mà anh nhắn những cái giờ mà các cháu nó chuẩn bị đi ngủ để mai nó đi học là từ 10 giờ đến 12 giờ đêm á, là anh gửi và anh gửi những cái bài bôi nhọ về mẹ nó rồi gửi cho nó rồi còn nói đó nó là người mẹ mày có người mẹ như vậy này kia đó, là 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 những cái mà anh 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 là người sống ở đây mà anh là người như vậy mà anh làm những cái chuyện đó với một những cái đứa hai đứa đứa trẻ mà trong khi đó khi anh quan anh tá túc ở gia đình nhà em thì con em nó rất là 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 quý là vì người Việt Nam mà. Dạ. Yeah. Yeah. Thế thì chị có nghĩ có vì lý do gì mà để anh đi đến cái vấn đề mà phải làm cho chị phiền lòng, đặc biệt là hai đứa con của chị phiền lòng như vậy không? Dạ, yeah. là lý do là nó có nhiều cái liên quan tới cái cá nhân của anh với lại những cái người mà. Chị liên hệ chúng ta Liên hệ. Và dạ, những người đó là những người bạn của à. em. Dạ, cũng không tiện Thế... nói. Dạ. Yeah. Cái vấn đề mà những người khác tôi không muốn nói ra à. nhưng mà vấn đề mà chị đóng góp tiền. Tìm... À, giúp cho anh để anh có thể vận động lobby, đi làm đại sứ như vậy thì à, đến bây giờ hai bên đã ổn thỏa với nhau chưa? Dạ chưa, tại vì uh, tiền đó thì anh chưa có trả, thì em còn chưa nói nhưng mà đây anh có uh, uh, mua của em một chiếc xe và mua, mua rồi đi luôn ừ. và có uh, lấy của em một bức tranh, bức tranh bằng bằng cái sợi chỉ vàng và ừ. dạ, bức tranh nó rất là lớn và dạ, nó trị giá bây giờ bây giờ chỉ cho tôi tạm ngừng cái chương trình đây chút xíu để chúng tôi có thể có cơ hội truyền tải tầm phần vài phần thương mại yeah. chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng và đặc biệt hôm nay thì chắc là quý vị cùng với chúng tôi theo dõi một vài sự kiện mà sau 46 năm, cộng đồng người Việt chúng ta lại có những cái người à, cái gọi là có thể đề cử vào chức vụ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. À, đây cũng là một trong những vấn đề mà có thể nói yeah, một cái niềm vinh dự nếu mà những sự kiện này đạt thành được sự thật. À, nhưng mà chắc là đến bây giờ thì với tư cách là một nhà báo một người cũng am hiểu về tất cả những sự kiện chúng tôi cũng có nhiều lần đi Việt Nam à, qua những cái cuộc mà phái đoàn của tổng thống Dân Trung về tại Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề này giống như là một cái giấc mơ một cái ảo tưởng mà thôi bây giờ trở lại cái sự kiện của chị hôm nay thì đài truyền hình của chúng tôi À, cảm ơn chị thì chị cho phép đài truyền hình chúng tôi yeah. có một cái buổi gặp gỡ chị hôm nay nhưng mà thật sự là đài truyền hình chúng tôi muốn đưa lên một cái vấn đề đối với các cả các em nhỏ và thành nên chị cho phép chúng tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề cá nhân của chị cũng giống như tất cả những sự kiện mà yeah. mà có thể nói mà những cái điều này tôi thấy cộng đồng cũng cần nên biết yeah. nhưng mà chúng tôi không có mục đích như vậy yeah. thế thì bây giờ chị có nói rằng là hai người con của chị đã bị ảnh hưởng bởi những cái mà gọi là làm cho nó hai đứa em bực buồn bực vì những cái text message của ông Nguyễn Học đến hai con chị. Hôm nay chị nhìn thẳng ông kính truyền hình này, chị có bằng lòng cho phép và con chị để trả lời những câu hỏi của chúng tôi và đưa ra tất cả những cái text message trước ông kính truyền hình cho mọi người biết hay không? Dạ, em đồng ý. Dạ chị đồng ý dạ. ha. Chị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái chuyện này nếu em hoàn cả toàn chị... sự kiện này nó không đúng sự thật chị uh, Yên phạm ha. Dạ, em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thế thì bây giờ chúng tôi biết con của chị năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay thì cháu 14, sắp sửa 15 tuổi 14 tuổi đi, ở Mỹ thì dạ, 14, 14 tuổi tuổi, dạ. Thì sau một cái suy nghĩ thì tôi quyết định tôi không muốn ghi hình của em Dạ Tôi không muốn trong tương lai có những cái dạ, không tốt cho em Dạ đúng rồi, Nhưng mà nếu được thì chị cho phép em trả lời chúng tôi với cái tiếng nói của em, được dạ, không? Dạ được, dạ vâng dạ. Thế thì con gái của chị tên là gì? À con gái của em tên là Christy Dạ, yeah. hi Christy Dạ yeah. yeah. Cô có thể trả lời chúng tôi được không? Dạ được Rất Hôm nay chúng tôi không ghi hình của cô Nhưng mà của em Nhưng mà tôi sẽ ghi lời nói của em Trong cái chương trình chúng tôi chiếu ngày hôm nay Dạ Và Việc trước tiên có khi nào em biết đến một người ở tại sống ở tại Houston tên là Nguyễn Thái Học không? Dạ có Có Thế trong trường hợp nào thì là em biết đến ông Nguyễn Thái Học đó Có khi nào ông gần gũi kề cận với em không? Dạ có lúc mà có ở nhà của con Ở nhà con Em có thể cho biết ở nhà em ở cái địa được vào trong cái khu vực tôi tôi không muốn nói địa chỉ ra nhưng ở trong thành phố nào ở khu vực nào ở Orange County không? Ở, ở Costa Mesa. Ở Costa Mesa. Thế có khi nào mà cái số điện thoại của con được cho của em được chia sẻ với ông Nguyễn Thái Học và số điện thoại của ông Nguyễn Thái Học được chia sẻ với con có nghĩa rằng là your guy have a contact that's phone number có khi nào như vậy không? Uh, chỉ có một lần là đón con đi học thì có sử dụng số điện thoại để gọi qua thôi nhưng mà sau lần đó thì không có giữ liên lạc. À, nhiều mà tôi muốn hỏi rằng là nếu cái số đó ra là tuy nhiên là cháu biết rằng là cái số điện thoại đó là đến từ ông Nguyễn Thái Học phải không? Dạ. À. Thế trong cuộc sống của em có khi nào em nhận được những cái buổi trò chuyện hoặc là những cái text message đến từ phía ông Nguyễn Thái Học không? Chỉ có sau lần cuối cùng gặp thì mới nhận được những tin nhắn này thôi. À, tin nhắn thế tại sao em nghĩ rằng đó là text message ông Nguyễn Thái Học gửi đến? À, tại vì con nhận ra cái số điện thoại đó và con trong nghe cái nghe. text cũng có nói tên của ông. Ok, thế em có thể chia sẻ với khán giả chúng tôi cái message đó nói gì? Trong đó nói về uh, ba mẹ đang bị uh, FBI điều tra rồi bị uh, gia đình lừa đảo người này người kia từ. Gia đình ai? Gia đình con. Ok. Uh, rồi. Trong đó còn gửi cho con những cái video của mẹ con trước đó. Oh. Và... Như vậy thì em có thể đọc coi lại cái message đó và đọc cho tôi nghe bằng nguyên văn những cái gì mà ông Nguyễn Thế Học viết ở test cho các em được không? Dạ yeah, có. Um, có một cái là bằng tiếng Anh, một cái là bằng tiếng Việt. Uh, cái tiếng Việt là cái đầu tiên mà ông nhắn cho con, còn cái thứ hai là cái tin nhắn của ông với một người officer mà con không biết à, Bây giờ cái cái mà gửi cho, trong cái thời gian nào thì ông uh, Nguyễn Thế Học gửi cho uh, uh, Christine Con nhận được nhắn của ông là bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 Ok, 2020. lúc bây giờ về Christine À, 7 giờ 19 phút là cái tin nhắn đầu tiên. Cái vào lúc 7 giờ 19 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020 thì cái text message mà cái Christine cho rằng đến từ ông Nguyễn Thái Học nói những cái điều gì? Trong đó là nói về việc ba mẹ con lừa đảo ổng và gà ổng và những người quen biết mẹ ba mẹ con. Thế thì Christine có lưu lại cái text message đó không? Dạ có. À, Christine có thể đọc được cái này được không? Cho tôi nghe một chút. Dạ cái được. Nó rất là dài Thì nhưng mà cứ đọc đi cho mình Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị một người hàng xóm Một cặp vợ chồng người Việt Nam Khi chồng mới lấy cô từ Việt Nam qua Hoa Kỳ Và sinh sống ở Dallas, Texas Gia đình vợ chồng chúng tôi chăm lo làm ăn, Làm chủ tiệm nail như bao gia đình Việt Nam Hình hòa okay, xin Ok, thôi Christine có thể stop cho đó tôi biết là. Và Christine nghĩ rằng những cái message đó là của ông Nguyễn Thái Học phải không? Dạ à. Nhưng mà có biết rằng là ông nói đến gia đình ba mẹ của Christine không hay là ông chỉ nói vậy thôi? Tại vì ông có mention cả tên và thông tin của nhà con trong đó. Ok. Thế có khi nào ông text ở một cái ngày 28 thế ngày ngày nào nữa thì ông text cách cho con? À, con nhận được tổng cộng là ba đợt tin nhắn, 3, 3 tin ngày, nhắn, hả? 2 Đấy. ngày sau khi tiếp đó. Ok. Thế thì cái tin nhắn thứ nhì nó bao gồm những cái gì? À, uh, là cái tin nhắn mà được nhắn với người officer Dạ yeah. Thế cái người uh, officer tên là gì? Ờ uh, trong này thì ghi là officer rank Ồ oh. uh, Christine có thể đọc cái đoạn bằng tiếng Anh đó cho uh, tôi được yeah. không? Dear officer rank, I have a criminal complaint by Danny Tran and UFM regarding to BMW X6 when they tried to sell it to me a vehicle when I stay at their apartment for $14,000 They gave me back. They gave me both key, and I drove back to Houston, Texas. And when, the wife called me and asked to send them fourteen thousand dollars directly to her. When they still own the bank for almost thirty thousand dollars, the vehicle soon got into an accident, and I put it in the dealership, and later to a repair shop of Samurai Auto Body. Uh, the address is. 7208 Boone Road, Houston, Texas. Ok. So that means tôi có thể dịch như vậy, ông Officer Greg. Tôi có một cái báo cáo bởi ông Danny Trần và bà Uyên Phạm quan tâm đến chiếc xe BMW X6 khi họ những người này họ muốn bán chiếc xe đó cho tôi khi tôi đang ở cái apartment của họ với số tiền là 14.000 đô la. Họ cho tôi khi bờ hai chìa khóa và tôi được quyền lái chiếc xe đó về Houston, Texas và và Uyên Phạm là tự nhiên là người vợ gọi tôi vào ác và hỏi tôi rằng là gửi cho 14.000 đô la trực tiếp cho cô khi mà họ vẫn còn thiếu cái tiền đó ở trong nhà băng đó phải không là 30.000 đồng tất cả The vehicle soon got into the accident và sau đó chiếc xe này đã bị tai nạn Uh, put in the dealership và họ đưa ra ở trong cái dealership uh, Đúng như vậy phải không? Yeah. Thế thì Christine nghĩ rằng Cái này nó có liên quan gì đến Christine để text message cho Christine không? Um, con không nghĩ là nó có liên quan gì đến liên con, con liên cả. cả Thế con nói rằng gửi cái này để cho Christine đưa lại cho bố mẹ mình không? Tại vì trước khi mà ông gửi tin nhắn này cho con thì đã gửi cho ba mẹ con rồi. À, nhưng mà ông có nói trong cái text message này là ông muốn gửi, ông muốn con gửi cho ba mẹ con không? Dạ no. yeah, không. Có có hay yes yeah, no or yes, Dạ yeah. yeah, không. Ok. Đó là cái chuyện của vào ngày thế thì cái một cái message nữa mà họ muốn nói về ba mẹ biết uh, gì của con không? Ờ uh... Dạ có, có cái tin nhắn của ngày cuối cùng mà con nhận được là nói về gia đình con rất là nhiều Gia đình con nhiều, thì con có thể cho chúng tôi chia sẻ cho chúng tôi biết cái điều đó không? Dạ, yeah. thì trong này nhắn bằng tiếng Anh là uh, There are overwhelming video of those victims reported to police in Vietnam and Cambodia on your parents Ok, thế có một cái, chắc lại chút xíu nữa tôi sẽ trở lại với yeah. Christine về tất cả những cái text message này quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với khẩu sự đặc biệt và thưa cô Yên Phạm thay mặt cho đại hội ninh atisti chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cô và gia đình cô đã chia sẻ tất cả những cái điều vui buồn khó khăn trong đời sống của cô đến với khán tin giả để cho chúng ta từ đó học được một cái bài học để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn và đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn Christine, we want to say thank to you yeah and uh, we know it's a, I don't want to bore you you know boring you and make you feel bad However, you know, I hope the way you share this information will be we help our community. Okay, thank you. Nhưng mà tôi có một cái câu hỏi với Christine nữa là Christine có khi nào cái người mà Christine cho rằng đó là ông Nguyễn Thái Học đã take cái message cho cô và nói đến về tất cả những gì liên hệ đến cái danh dự của gia đình cô của tất cả những gì mà người thân của Christine không? Dạ có. Christine, you Your parents and your grandma are scam artists. Uh, they are under criminal investigation now. But, um, Berlin, in Dallas, your mom scammed her $1,000 and have two hummus, men. How much, how much scammed her? How much? $100,000. $100,000 and yeah. $4, huh? Yeah. I see the copy here, okay. And have two men assaulted her. FBI West Winter Police Police Department and Costa Mesa Police Department are is under investigation on them now. Kính thưa quý vị, cái nội dung cái cái text message này là báo cho Christine biết là ba mẹ của cô và những người ông bà tôi không biết ông bà ngoại hay bà nội do Graham tuy nhiên yeah. là ông bà họ cũng là những người là uh, dưới cái sự điều tra của cảnh sát nào một người có tên là bà Liên ở Dallas mà mẹ của cô cũng có thể nói liên hệ đến vấn đề tiền bạc lên tới 104 trăm đến ngàn đô la và hai người uh, and have two men at her well, và có hai người đã tấn công cô liên này yeah. uh, FBI và cảnh sát của police department ở tại Westminster cũng giống như tại Costa Mesa cũng giống như là sở cảnh sát hiện nay đang điều tra về những cái chuyện này có phải như vậy không yeah. sau khi Christine đọc những cái text message này thì Christine cảm nhận như thế nào? Con thấy rất là buồn mà cũng rất là bực Bởi vì là những cái thứ này nó không phải là thật về gia đình của mình ừ. Và nó khó chịu lắm Và lúc mà đi học thì rất là dễ bị distracted Tại vì cứ nhớ tới là cái ông này Ông cứ nhắn mình tại vì chiều đi học về lại thấy tin nhắn của ông nữa yeah. Thế thì cái ảnh hưởng của những cái text message này Nó làm cho cái sự học của con có khó khăn hơn không? Như lúc trước không? Dạ có một chút Đó, có, hả? Thế cái sự vui chơi giữa con với tất cả những người bạn trong cái lớp học của con Sau khi con ở sau Christine nhận cái message này Nó có gì thay đổi không? Nó có limit lại một chút xíu Có limit lại chút xíu You still think about you should isolate me from others? Có một chút tại vì uh, con sợ chỉ lúc nào lúc mà mình nói ra thì họ không tin mình họ lại tin cái người mà đang vu khống cho mình ok thưa quý vị đó một vài vấn đề mà hôm nay qua cái chương trình truyền hình hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị chúng ta có bổn phận xin trao đổi với nhau trong cuộc sống chúng ta sống với nhau nhưng có một điều chúng ta phải tôn trọng những cái căn bản riêng tư của gia đình người khác và tất cả những trẻ em không phải là những đối tượng để chúng ta chia sẻ và tấn công những người đó và bằng cách là cho trẻ em biết tất cả những cái điều không tốt về gia đình của họ Kính thưa quý vị, chúng tôi không đề cập đến vấn đề riêng tư tốt, xấu, ai đúng, ai sai. Nhưng hôm nay chúng tôi quan tâm đến rất nhiều trẻ em hiện nay ở đây. Nếu cộng đồng chúng ta có sự không đồng tình giữa hai người với nhau, quý vị nói chuyện với nhau, quý vị có những cái hành động trao đổi với nhau. Thậm chí quý vị có thể ra đến chỗ pháp định để thư kiện với nhau. Nhưng quý vị tránh xa, đừng bao giờ đụng đến các em. Hãy để cho các em có một cái đời sống tốt đẹp hơn để các em thanh thản với cuộc sống của họ và đi học hàng ngày. Đó là lý do cái chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gửi đến quý vị để quý vị hiểu rằng quý vị sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn để chung sống với nhau nhưng quý vị phải tôn trọng cái tất cả những trẻ em mà sống trong những cái gia đình quý vị có cái mối xích mích với nhau. Đó là lý do mà chương trình của chúng tôi hôm nay gửi đến quý vị. Bây giờ trở lại chị Yên Phạm. Wow, thực tiền cũng rất nếu tất cả những sự kiện này mà đúng sự thật thì cũng chia buồn với chị. Lại nhìn chúng tôi không đề cập đến vấn đề riêng tư giữa chị với Nguyễn ông Thái Học vì mỗi người đều có cái quyền tự do hết. Thế bây giờ cái sự việc như vậy hai con của chị đã ảnh hưởng như thế nào? Chị nhìn thẳng mấy ông kính truyền hình chị muốn nói lên cái điều gì nào? À, Nhân tiện đây thì em cũng muốn nói tiếng nói và gửi đến anh Nguyễn Thái Học à, giữa chuyện của mượn tiền của anh hay là anh lấy xe hay anh lấy những cái gì của à, gia đình tôi thì anh muốn nếu mà anh đúng hay anh sai anh cứ đưa mình đưa ra pháp luật để mà đừng bao giờ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của riêng cá nhân của con tôi anh, anh, anh nên nhớ là những đứa nhỏ nó hoàn toàn nó không có liên quan tới những cái chuyện của người lớn thì anh đừng nên nhắn những cái tin đó và anh còn gửi cho rất rất là nhiều người và những người đó là nó là chẳng hạn như ba mẹ của bạn của con con em và những người Việt Nam họ cũng biết đó thì những người đó họ cũng cho cho em biết là như vậy cho nên là tôi yêu cầu anh là anh không được phép làm những cái trò đó với những người khác nữa và phải thành ngưng tại đây còn muốn gì thì chúng ta ra pháp luật giữa tôi với anh À, cái chuyện nào mà anh cảm thấy tôi lừa đảo hay là anh lừa đảo thì cái đó mà chúng ta đem pháp luật vâng. Yeah. vâng thế thì bây giờ chị nghĩ rằng là anh nguyễn thái học nếu anh nói rằng cái những sự kiện này nó không đúng sự thật thì sao anh không đúng sự thật thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm à, tôi, anh, anh, nếu mà tôi không đúng thật anh cứ việc đi thưa tôi dạ vâng. Yeah. Vâng. anh cứ việc đi thưa tôi tôi nếu là tôi nó sai hoặc là những bằng chứng mà con tôi nó có đây là giả dạ, thì có có đã có pháp luật tại vì cái này thì tôi cũng đã đưa ra ra ra, ra cơ quan pháp luật rồi. Yeah. Trước khi tôi thực hiện cái chương trình này tôi có gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thái Học. Oh, Và yeah. tôi có hỏi ông Nguyễn Thái Học về tất cả những sự kiện có khi nào anh sử dụng cái điện thoại của anh yeah. để tết những cái message đến cho những cái người trẻ vị thành niên như vậy hay không? dạ. Yeah. Để anh nói tôi không cần phải trả lời tôi không có những cái chuyện này là tôi có hỏi anh có hay không thì ông không trả lời. À, để ông không tôi. trả lời. Và, yeah. uh, thì nhưng mà bây giờ sẵn trước ông kính truyền hình chỉ một lần nữa chị có thể cho phép chúng tôi chiếu lên tất cả những cái hình ảnh những cái text message mà chị con gái của chị nhận được qua ông Nguyễn Thế học hay không Dạ cho phép chị hoàn cho phép toàn là không? cho cho phép những cái mà con à, gái của của tôi ấy đang là trình bày với lại à, quý báo đây Yeah. vâng thế còn cái vấn đề những cái vấn đề receive và gửi tiền chị có nghĩ rằng đó là vấn đề riêng tư cái đó của chị chỉ có quyền chỉ có có quyền mà chị muốn cho khán tiếng gà chúng tôi biết lời nói của chị đúng em à. cho em sẵn sàng cho biết chị nói yeah. cho biết ha yeah. vâng. em sẵn sàng tại vì cái này nếu gì sự thật thì nó mới có những cái câu chuyện ngày hôm nay right. yeah. Christine, bây giờ thì chúng tôi muốn hỏi Christine một cái câu hỏi cuối à, Kristin có thể quên tất cả những cái text message đây để focus cột trong cái việc học hành tương lai của Christine không? Kristin có nghĩa tha thứ tất cả những ai đã làm phiền Kristin và Kristin có hy vọng rằng là muốn nói với họ là tương lai đừng có làm như vậy nữa không? Dạ có. Vậy hả? À, cô muốn nói gì cô? Tôi muốn nghe cô nói. Ví dụ như tôi là Nguyễn Thái Học này. Cô muốn nói về gì bây giờ? Ừ Đừng làm phiền đến gia đình con và cũng đừng nhắn tin tới con nữa, tại vì con không liên quan thì đừng có lôi kéo con vào. Vâng. Là... Và kính thưa quý vị, đó là tiếng nói của một em dưới tuổi vị thành niên, cái tuổi của em gái Christine là nên để đi học, chứ không phải nên để đụng chạm vào tất cả những cái điều mà làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu trong cái cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa thay mặt cho đài truyền hình xin cảm ơn chị rất nhiều trước khi chia tay với gia đình của chị thì chị muốn nói gì với tất cả những gì mà chị muốn trình bày một phút trước khi chúng tôi cấp dứt chương trình này hôm nay chưa chị Yên Phạm. Thì nhân đây thì em cũng muốn là nói đến một chút xíu về cái cái chiếc xe và một cái nữa là bức tranh còn số tiền đó thì anh ta chưa trả một anh, anh, Nguyễn Thái Học là chưa có trả một, một 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 xu nào hết khi anh Nguyễn Thái Học anh qua anh xin tá túc ở bên nhà em hai tuần và anh có gửi cái vé bay em là người đi lên đón anh tại phi trường có lòng tin đại sứ đó hả? Yeah. Theo yeah. Với yeah. suy nghĩ, yeah. Với, với yeah. nghĩ của cái nghĩ gì của đúng không? rất là trân trọng đón yeah. mà anh tân đại sứ tại vì trong những cái mà lúc mà mình à, nói chuyện với nhau qua lại vui vẻ đó thì anh có giới thiệu là qua qua Christmas qua, qua, thì anh sẽ mời hai vợ chồng em đi qua Washington DC để mà nhận cái chức đó wow. đó. và kính thưa quý vị đó là phóng sự cộng đồng và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới dạ yeah, em uh, xin phép uh, cảm uh, ơn uh, quý uh, cộng đồng đã bỏ một thời gian để mà theo dõi chương trình này <laughs>